Chương trình Câu chuyện y khoa với Hương Thơ do Bệnh viện Orcus Memorial bảo trợ. Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hương Thơ rất hân hạnh được đón tiếp sự trở lại của bác sĩ Trần Anh Thư, chuyên về y khoa chăm sóc gia đình. Mến chào bác sĩ Anh Thư. Hôm nay bác sĩ Anh Thư mặc áo xinh quá. Dạ, xin thân ái chào chị Hương Thơ và xin cảm ơn chị Hương Thơ đã mời Anh Thư trở lại chương trình Câu chuyện y khoa. Được sự tài trợ của Bệnh viện Orcus Memorial Hospital. Vâng. Như quý vị biết, bây giờ là Bệnh viện Orcus Memorial là một trong những bệnh viện được ưa chuộng nhất trong quận Cam. Và Hương Thơ rất hân hạnh được làm việc toàn thời gian ở đó để giúp đỡ quý vị. Nếu quý vị có mọi thắc mắc, xin liên lạc với Hương Thơ 714-378-7969. Và bác sĩ Trần Anh Thư có văn phòng ở trên đường Westminster, góc đường Beach. Và số điện thoại xin mời bác sĩ đọc tại Hương Thơ quên ghi lại rồi. 714-379-4797. Dạ. Vâng. Và thưa bác sĩ Anh Thư, theo thời lời yêu cầu của một vị thính giả trung thành, khán thính giả, họ yêu cầu nói về cái bướu não đó. Vậy cái bướu não nó có thông thường và nó là gì mà có nhiều người bị không ạ? Dạ. Thì cái đề tài này chị Hương Thơ đặt ra cũng rất là hay. Quý vị nghe cái bướu não là sẽ rất là hoảng sợ. Tại vì nghe một cái u gì mà trên não của mình rất là cứ là một cái fighting, sợ hãi. Thì u não hay là bướu não thì nói chung nó gọi là brain tumor, hoặc là mình nói ung thư não, nó có hai dạng. Dạ. Thì mình nói chung á, cái từ mà nói chung là bướu não là gì? Tức nghĩa là cái tế bào có thể nó phát triển thành một cái u ở trong não. Bản chất cái nó là cái nguồn gốc chính của những cái tế bào não, hay là cũng có thể từ những cái nơi khác trong cơ thể mình nó tạo lên, nó chạy lên trên não, nó nằm ở trên đó, nó tạo ra cái u não. Cái đó là tức là u não, tức nghĩa là những cái tế bào nó phát triển nó thành một cái khối nó ở trên não, mình gọi là u não. Còn ung thư não là nó có, là khác phải không? Dạ, ung thư não là tất nhiên là cái bướu đó không được lành tính, nó có dạng đó là ác tính, đó là ung thư. Đó thì mình phân biệt ra hai là bướu não hay là ung thư não. Vâng. Vậy khi mình có dấu hiệu nào cho mình biết sớm là mình đang bị bướu não và sau đó là ung thư não hay không ạ? Dạ. Cái là những cái bướu lành tính nó có thể chuyển sang ung thư não hay không thì cái đó rất là hiếm. Dạ. Cái bướu não có thể hay là ung thư não có thể xảy ra bất cứ đứa tuổi nào. Thường á, những trẻ em thì thường những cái u ác tính nhiều hơn. Người lớn vẫn có thể gặp. Những cái u lành tính nó cũng rất là nhiều. Thường thường những u lành tính á, thì nó phát triển rất là chậm. Nhiều khi nó chậm, nó không có gây triệu chứng. Những cái triệu chứng trong khi mình phát hiện nó tùy chị. Anh thường có mang theo cái hình để mình biết, tại vì cái não của mình á, nó có tùy vùng để mà nó kiểm soát cái cơ thể của mình, đúng không? Ví dụ như cái phần não phía trước nó gọi là frontal, phía trước này nè, phía trước này màu tím ha, là mình nói là cái vùng này là nó cho mình biết là cái vị giác, rồi cái những cái cách mình di chuyển. Thì nếu như mà không may cái bướu mà nó nằm trong cái vùng này, nó ảnh hưởng vùng này thì nó xảy ra gì, mình sẽ mất cái khứu giác, hoặc là cái chuyển động cơ thể của mình nó sẽ mất thăng bằng. Đó là một triệu chứng. Hoặc là nếu như mà cái bướu nó nằm ở cái vùng parietal, cái vùng bên đây, thì nó là cái vùng mà mình sẽ cảm giác đau, những cái cảm giác như là cơ thể vận động, thì mình sẽ có những cái không có nhận được cảm giác đau, mất cái cảm giác, hoặc là vận động, hoặc là yếu một bên. Thì nếu mà cái bướu nó nằm ở đây, hoặc là nó nằm ở phía sau cái chẩm, cái gáy của mình, nó gọi là occipital, cái chẩm gáy của mình sau đây, thì là cái vùng này á, là cái thần kinh mắt của mình. Nếu mà cái khối u nó nằm ngay trong đây mà nó ảnh hưởng đến cái thần kinh mắt của mình đó, thì nó làm cho mình tự nhiên mình không thấy đường nữa, từ từ mờ dần. Đó. Mà mình nhiều khi bệnh nhân cứ tưởng là mình bị cườm hoặc là bị căng ngắn áp mình mờ, nhưng mà nhiều khi cái này cái khối u nó có thể ra là liệt cái thần kinh của thần kinh mắt. Cái những cái nguy hiểm hơn, ví dụ như nếu mà những cái vùng temporary lobe, tức là vùng tai dương này á, thì mình sẽ nói không được, cái trí nhớ mình sẽ giảm đi, hoặc là những cái vận động mình sẽ giảm đi. Thành ra nhiều khi có một số quý vị mà cao niên đến mà họ có vấn đề về trí nhớ, giảm trí nhớ thì là một cái bệnh thông thường. Nhưng mà tại sao mình phải làm một cái chụp hình MRI của cái não để mình có thể mình loại trừ cái khả năng những cái khối u trong cái vùng này nó ảnh hưởng, nó làm cho mình mất trí nhớ. Nếu mà bệnh nhân mà bị cái u mà nằm cái vùng nó gọi là vùng tiểu não, vùng phía dưới này, thì nó sẽ làm cho ảnh hưởng đến tim phổi. Ít gặp, trường hợp là ít gặp nhưng mà có thể ảnh hưởng. Rồi những vùng chỗ này nữa chị, tức là tùy cái vị trí của khối u mà nó có thể biểu hiện những cái triệu chứng
Do đó, nhưng mà những triệu chứng thông thường mình thường thấy là nhức đầu nè, có thể bị động kinh, có thể mệt mỏi. Rồi có một số trường hợp mà khối u nó nằm ngay phía sau cái sọ của mình. Tức là cái vùng sọ của mình nó nằm dưới cái màng não, thì nó gọi là u màng não. Những khối u đó nó lại rất là chậm phát triển. Mình không có triệu chứng gì hết. Vâng. Vậy cái nguyên nhân nào gây ra bệnh bị u não, vì vì gene, vì cũng như là di truyền, hay vì những cái tác động bên ngoài, hay là trời kêu ai nấy dạ, thưa bác sĩ? Dạ, bú não nói chung hoặc là ung thư não thì không ai biết được. Bác sĩ y khoa mình vẫn, khoa học mình cũng không biết được tại sao mà mình bị. Có thể là cái gene, cái di truyền, một số cái bú ung thư nó do di truyền, hoặc là cái do cái môi trường sống của những cái yếu tố đó nó ảnh hưởng. Nhưng mà nếu mà mình tìm được cái nguyên nhân mà di truyền á, nó chỉ chiếm có dưới 5% cái nguyên nhân gây ra cái bú não. Nó có một số cái chứng bệnh hội chứng di truyền rất là hiếm gặp, rất là hiếm gặp, thì mà nó chỉ là chiếm khoảng 5%, còn đa số còn lại là bác sĩ sẽ không biết nguyên nhân tại sao. Vâng. Vậy ở khoảng tuổi nào thì có thể bị u não thưa bác sĩ? Con nít nó có thể bị hay mới sinh ra cũng bị? Dạ, bất cứ tuổi nào chị, bất cứ tuổi nào cũng có thể bị những cái u não. Thì thấy là trong những cái u não mà ở trẻ em gặp là rất là nhiều. Những cái tế bào nó phát triển á, thì nó phát triển bất thường, gặp nhiều. Người lớn mà cái dạng mà bú lành thì hiếm gặp, nhưng mà bú ác, tất nhiên là ở bất cứ độ tuổi nào cũng có thể gặp được cái bú não. Mà không có tùy thuộc vào cái cách sống của họ hả bác sĩ? Dạ, thì nó mình không biết được thống kê, không biết được bao nhiêu phần trăm là cái nguyên nhân nào mà gây ra bú não. Anh Thư muốn đề cập thêm là nãy như mình nói là bú não hoặc là ung thư não, tức là những cái bú nó phát xuất nguồn gốc từ những tế bào não. Nhưng mà đa số nhiều khi mình sẽ có những cái bú trên não không phải từ nguyên nhân từ não, mà từ những cái cơ quan khác. Những cái tế bào từ nhiều, ví dụ như là phổi, hoặc là từ vú lên não, tức là cái bú di căn. Dạ, thì những trường hợp đó mình gặp nhiều hơn. Vâng. Thì Hương Thơ cũng biết là cái sự căng thẳng gọi là stress đó, nó có làm cho mình bị sưng một cục trên đầu, nặng đầu quá rồi. Dạ, stress chắc nó có thể là một trong những cái yếu tố mà nguyên nhân có thể gây ra rất là nhiều cái chứng bệnh. Stress có thể đây là mình nhức đầu, nhưng mà stress lâu ngày quá cái chất mà cơ thể mình nó để nó phải tăng lên để mình chống chọi với cái stress đó, nó gọi là cái chất corticoid, nó phải tăng lên thì nó cũng làm mình là tăng huyết áp, tăng đường, tăng mỡ, nhức đầu, bị tim mạch rất là nhiều chị. Thì nhưng mà nó có phải là cái nguyên nhân gây ra ung bú não hay không? Dạ thì chưa thấy ai nói là như vậy. Dạ. Tại vì Hương Thơ cũng có đọc một cái research vào năm 2010 ở Yale đó, họ cũng nói là stress nó induce cái signal at cause cái cell, làm cho cái tế bào nó develop, mà cái điều đó chắc người ta vẫn đang nghiên cứu. Nên nói tóm lại, stress căng thẳng nó sẽ gây ra nhiều bệnh lắm, nên cái tốt nhất là mình có thể phòng bệnh bằng cách mình lo cái vấn đề căng thẳng tâm thần của mình. Khi mà mình bị áp lực nhiều quá thì mình phải lo chữa cái đó trước khi mình để cho nó xảy ra những cái chứng bệnh khác. Hương Thơ nghĩ là căng thẳng tâm thần là nó ảnh hưởng rất nhiều bệnh toàn cơ thể. Và người ta cũng có tin đồn là cell phone nó có thể gây ra ung thư não, bị bú não hay ung thư não thì sao? Hương Thơ biết là bây giờ cái cell phone này là cái iPhone, cái dụng cụ mà mình cầm tay để mình nói chuyện. Ngày xưa hơn mười mấy năm trước mình đâu có cái dụng cụ nào để mình cầm tay, mình chỉ có điện thoại bàn thôi. Thì sau này rất là phổ biến thông thường, thì cái sóng, cái radiation, cái sóng đó, tức là bây giờ mình dùng nhiều quá, ở đâu bất cứ thời gian nào lúc nào cũng cầm cái phone để mình ngay kế bên cạnh mình để mình làm việc, hoặc là nói chuyện, làm việc, học hành, tất cả cái đó, thì cái đó nó có gây ra cái mình có nhận được nhiều cái tia phóng xạ để mà có thể thay đổi những cái tế bào của mình có thể gây u não hay không. Thì họ làm rất là nhiều nghiên cứu, thì họ thấy là chưa có bằng chứng nào để mà chứng minh được là cái sóng của cái điện thoại cầm tay đó mà nó gây ra thay đổi tế bào. Họ chưa thấy. Anh Thư đã đọc những cái tài liệu ở trên cái tờ báo uy tín là New England Journal, thì họ vẫn chưa thấy chứng minh được. Tại sao? Tại vì cái sóng của cái phone đó chị, nó ở tần số thấp, nó không có đủ cái
cái radiation nó không có bằng những cái tia x-ray, những cái tia mà mình chụp hình đó, x-ray mình chụp hình CT scan x-ray nó lại cái sóng nó mạnh hơn. Thì cái sóng của cái điện thoại nó ngắn, nó thấp, thì đó là lý do tại sao mà nó chưa thấy là ảnh hưởng. Nhưng mà giờ mình dùng mà mình người ta thấy là dùng cái phone mà bất cẩn khi mình lái xe, mà mình không chú ý mình lái xe mà mình dùng á, nó gây ra tai nạn chết người nhiều hơn là cái sóng điện tử đó nó làm cho ảnh hưởng, nó thay đổi tế bào. Chắc có thể mình phải cần mấy chục năm sau mới người ta mới tìm ra cái sự liên hệ giữa phone với nghiên cứu, thì họ vẫn phải làm tiếp tục với cái não của mình. Mà khi mà ngủ vẫn người ta cũng được khuyên là đừng có để cái phone kế bên. Người ta thấy là những người nào mà khó ngủ mất ngủ á, thì không nên dùng iPad, iPhone, điện thoại, TV gì trước khi giờ ngủ hết, tại nó ảnh hưởng cái sóng điện nó ảnh hưởng. Nó làm cho kích thích cái bộ phần não phía trên này nè, cái phone tụt chỗ này nè, nó làm cho khó ngủ hơn nữa. Về cái não giống như là bộ chỉ huy ha, nó điều khiển tất cả những tứ chi cơ phận ở trong người của mình đó, phải không bác sĩ? Nên lát nữa đây chúng tôi sẽ nói tiếp về cái vấn đề làm sao chẩn đoán và chữa trị sau vài thông tin thương mại. Xin quý vị tiếp tục theo dõi.